Thời gian qua thì mưa lũ đã liên tục hành hoành tại các tỉnh miền Trung khiến hàng ngàn người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn. Tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam thì tính đến trưa nay, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 24 người, làm mất tích 23 người và 46 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà đã bị hư hại. Bà con vùng sạt lở của tỉnh Quảng Nam đang rất cần sự hỗ trợ để ổn định lại cuộc sống. Xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, nơi vừa hứng chịu trận lở đất kinh hoàng khiến 8 người chết tại chỗ, 12 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy. Nhiều kho thóc của gia đình đã bị hư hại hoàn toàn. Người dân cả nước đã có nhiều phần quà thiện nguyện về làng. Trong số hàng này, nhu yếu phẩm cần thiết không nhiều. Mì ăn liền đã về đến làng, có dấu hiệu dư thừa. Trong khi đó, bà con cần gạo để ăn và tôn để sửa lại nhà. Nhà cửa hư hết rồi, còn tôn đô thì không có chỗ luôn. Còn cơm thì sắp hết. Gạo thì không có ăn luôn. Tại Quảng Nam, liên tiếp hai trận mưa lũ khiến chính quyền địa phương phải sơ tán người dân trên diện rộng. Tại những ngôi làng bị mất nhà hoàn toàn như Trà Leng, Trà Vân của huyện Nam Trà My, Phước Lộc, Phước Thành của huyện Phước Sơn, chính quyền xã đã đưa bà con đến ở tạm tại những ngôi nhà an toàn. Tuy nhiên, sau đó, hàng nghìn hộ gia đình bị hư hại nhà cửa, đang cần vật liệu xây dựng, cần tiền để xây dựng lại nhà mới và sớm ổn định cuộc sống. Họ chỉ cần để mà được có tiền để mà tận dụng để làm mua tôn, để mua cái vận dụng cho trong nhà. Nhà mà đã mất hết rồi là họ cần cái thứ đó. Tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương xây dựng lại làng tái định cư cho những khu vực bị sạt lở. Trước mắt, ngoài ngân sách nhà nước, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng. Về lâu dài, tỉnh Quảng Nam sẽ kiểm tra đánh giá mức độ an toàn tại các khu dân cư tại 6 huyện vùng cao. Lập bản đồ nơi có nguy cơ sạt lở ở trên toàn tỉnh, trong đó đặc biệt chú ý cho 6 huyện miền núi, để mà coi như là có kế hoạch di dời cho dân ở đến nơi an toàn nhất. Những người mất nhà cửa sẽ sớm ổn định khi địa phương hỗ trợ bà con dựng lại nhà mới. Tuy nhiên, với những gia đình mất người thân đang bị tổn thương tinh thần rất nặng nề, nhất là trẻ em mất bố mẹ, cần có sự bảo trợ của xã hội. Vì vậy, chính quyền địa phương cần có sự kết nối để có thể vừa hài hòa giữa nhu cầu thiện nguyện của người dân cả nước với những khó khăn của đồng bào vùng lũ, để mọi sự cứu trợ đều có ý nghĩa và không bị lãng phí. Hôm nay, thời tiết tại khu vực Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng. Do đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tìm kiếm các công nhân còn mất tích, đồng thời lên phương án nắn dòng sông Rào Trăng để tiếp tục tìm kiếm. Các lực lượng cứu nạn đã tiếp tục chia ra hai tốp để tìm kiếm dọc bờ suối và khu vực dưới chân núi. Mọi công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng thực hiện một cách khẩn trương nhất, tận dụng thời tiết nắng ráo chạy đua với thời gian trước khi bão số 10 có thể đổ bộ. Dự tính trong ngày hôm nay thì các khu vực còn lại sẽ được đào bới. Nếu vẫn không tìm thấy các nạn nhân thì sẽ chuyển sang giai đoạn 2 là tìm kiếm các tuyến bên cạnh. Trường hợp vẫn không tìm thấy sẽ chuyển sang giai đoạn 3 là phải nắn dòng sông Rào Trăng để tìm dưới lòng suối nếu thuận lợi. Đến nay thì vẫn còn 12 công nhân mất tích tại khu vực sạt lở này. Còn tại Quảng Bình thì đến thời điểm này quốc lộ 12A vẫn chưa thể thông tuyến hoàn toàn do ảnh hưởng của vụ sạt lở núi từ chân tuyến đường Khe Ve đi Cha Lo và sập đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Hàng triệu khối đất đá vẫn đang phủ lấp trên đường, khiến việc khắc phục gặp hết sức khó khăn. Phóng viên Phùng Hiệp đưa tin từ hiện trường. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại km 137+170 trên tuyến quốc lộ 12A, đoạn đi qua địa phận xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hiện trạng sạt lở hiện nay là khá nghiêm trọng. Tuy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hàng triệu các khối đất đá đổ xuống tuyến đường này đã khiến cho con đường huyết mạch quốc lộ 12A là tuyến đường thông thương giữa hai nước Việt Lào qua địa phận tỉnh Quảng Bình đã bị đình trệ hơn 10 ngày nay. Hiện nay thì Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đang triển khai tất cả những cái biện pháp có thể để có thể là có một con đường tạm để cho xe máy cũng như là các phương tiện thô sơ có thể là lưu thông qua cái tuyến sạt lở này. Tuy nhiên hiện nay thì phương án của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đưa ra là có thể sẽ triển khai làm một con đường ở phía bên cạnh cái tuyến đường cũ để có thể tránh được cái nguy cơ sạt lở trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay ngày 2 tháng 11 thì đoàn công tác của Bộ Xây dựng cũng đã có chuyến khảo sát thực địa việc sạt lở tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, và thông qua cái quá trình khảo sát thực địa này thì sẽ giúp cho các nhà khoa học cũng như là Bộ Xây dựng có thể lên được những cái quy hoạch về cái khu dân cư, quy hoạch về các cái trụ sở, đặc biệt là các cái khu vực quân sự, và bên cạnh đó là cái việc quy hoạch các cái tuyến đường giao thông trong tương lai để nhằm có thể hạn chế tối đa
những cái thiệt hại mà thiên tai gây đến đối với cuộc sống của con người chúng ta. Cơn mưa lớn kèm dông lốc chiều tối ngày 31 tháng 10 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến ngôi trường Trung học phổ thông Bình Phú tại quận 6 bị tốc mái, tường gạch bị đổ. Nhà trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả để các em học sinh có thể sớm tới trường. Phóng viên Nhật Phương đưa tin từ hiện trường. Toàn bộ phòng học ở tầng 3 thì bị tốc mái tôn, cột cờ thì bị gãy đổ và nhiều cây xanh lớn thì bị bật gốc rễ. Đây là tình trạng của trường Trung học phổ thông Bình Phú, quận 6 sau khi bị cơn dông lốc quét qua. Thời điểm này thì trường vẫn đang cấp tốc sửa chữa và các học sinh thì đang được nghỉ học. Mưa lớn kèm với lốc xoáy vào chiều ngày 31 tháng 10 đã gây tốc toàn bộ khu mái tôn ở khu B của trường Trung học phổ thông Bình Phú. Sự cố này thì không gây ra thương vong về người nhưng mà khiến nhiều trang thiết bị và tài sản tại trường bị hư hỏng. Theo ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Bình Phú thì trường có gần 2.000 học sinh với 36 phòng học và phòng chức năng được xây dựng từ tháng 5 năm 2020. Trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 để nhà trường khắc phục hậu quả do sự cố lốc xoáy gây ra. Ngày mùng 4 tháng 11 thì lịch học của học sinh cũng sẽ thay đổi. Cụ thể là khối 12 học bình thường tại trường theo thời khóa biểu, khối 10 và 11 học luân phiên kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Mặc dù dự kiến là như vậy, thế nhưng với tình trạng tan hoang đổ nát như thế này thì sáng nay trường Trung học phổ thông Bình Phú cũng cho biết là rất có thể các em học sinh chưa thể quay trở lại trường sau 2 ngày. Và trong sáng ngày hôm nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như là các sở ban ngành sẽ phối hợp để tìm ra phương pháp giải quyết cũng như là phương án để cho các em có thể trở lại trường học một cách sớm nhất. Tin chúng tôi vừa thực hiện, bão số 10 có tên quốc tế là Goni hiện đang tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, hướng về phía đất liền miền Trung nước ta. Để chủ động có các biện pháp ứng phó với cơn bão này, sáng nay Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Bão số 10 sau khi đi vào Biển Đông, đến trưa nay cường độ đã giảm nhanh chỉ còn khoảng cấp 8. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là cơn bão khá phức tạp. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, rà soát kêu gọi tàu thuyền kịp thời di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn là nhiệm vụ số 1. Đề nghị nhiệm vụ số 1 là chúng ta tập trung để rà soát tàu thuyền trên biển để đưa về cái nơi tránh trú an toàn hoặc là ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cái nhiệm vụ này giao cho Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản, rồi Bộ Giao thông và cùng các địa phương phối hợp để làm. Theo dự báo, khi áp sát vào bờ có khả năng bão số 10 sẽ giảm cường độ, tuy nhiên nó vẫn gây mưa to, gió mạnh cho vùng ven biển. Do đó, Phó Thủ tướng lưu ý cần sơ tán người dân ra khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản ven biển, không được chủ quan. Đồng thời hết sức chú ý đảm bảo an toàn cho 5 tàu đang tìm kiếm cứu nạn ở khu vực 2 tàu đắm do bão số 9. Do bão số 10, nhiều tỉnh thành miền Trung có thể có mưa lớn hàng trăm mm, đây chính là khu vực đã chịu tổn thương từ bão số 9. Bởi vậy cần có phương án sơ tán dân ở những khu vực sung yếu, chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ, đặc biệt là những khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời vận hành đảm bảo an toàn các hồ đập lớn nhỏ, thường xuyên kiểm tra kịp thời xử lý các điểm sung yếu. Sau khi đi vào Biển Đông thì đến 10 giờ sáng nay, cường độ bão mạnh số 10 mạnh cấp 8, giật cấp 10. Tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía đông, đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ đi theo hướng Tây, Tây Bắc. Đến 10 giờ ngày mai, tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông nam. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão chủ yếu đi theo hướng Tây. Đến 10 giờ ngày kia, tức là thứ Tư, tâm bão cách Quảng Nam tới Phú Yên khoảng 210 đến 290 km. Bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão sẽ đi vào đất liền Đà Nẵng tới Phú Yên, chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông do bão trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 12,5 đến 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 120 độ Kinh Đông. Trước đó, thì bão Goni đi qua phía nam đảo Luzon, Philippines, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Theo Văn phòng Bảo vệ Dân sự của Philippines, siêu bão Goni đã khiến 390.000 người phải sơ tán. Hiện thì hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng để hỗ trợ công tác sơ tán và các nỗ lực ứng cứu. Công tác cứu hộ tại những khu vực bị ngập lụt đang được tiến hành để giải cứu người dân mắc kẹt. Tại một số khu vực bị ảnh hưởng thì điện bị cắt khiến quá trình thông tin liên lạc bị gián đoạn.
Ngoài ra thì giao thông ở một số khu vực rừng núi cũng bị ảnh hưởng do sạt lở.